Thực hư chuyện kỹ độc báo thù người đi rừng. Mỗi lần nghe kể lại câu chuyện nửa hư nửa thực về những vụ tấn công của một con khỉ độc, những người dân vùng rừng Phà Đen, giáp ranh giữa hai huyện Quỳ Hợp và Quỳ Châu Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Hơn 3 tiếng đồng hồ băng rừng vượt suối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được vùng rừng Phà Đen. Nơi đây, núi non trùng điệp, vừa thâm u vừa bí hiểm. Ngồi uống rượu bên con suối ở bản Đốm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu với các thợ săn, chúng tôi được anh Vi Văn Cứu, người dân tộc Thái, kể cho nghe chuyện về những cuộc tấn công người đi rừng được cho là do một con khỉ gây ra. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng trong lời kể của anh Cứu vẫn chưa hết sợ hãi. Anh Cứu nhớ lại, vào một đêm tháng 7 năm 2010, anh mang nỏ đi bắn sóc tại khu vực núi Phà Đen. Khi đi ngang rùm cây rậm thì bất ngờ bị một quái thú nhảy dù từ trên xuống tấn công vào ngực và bắp chân. Tôi hét lên và ngã xuống, nhưng nó vẫn cắn chặt và lôi đứt một miếng da lớn ở tay. Đau riếng, tôi cố đạp mạnh nhưng nó vẫn cứ nghiến chặt hàm răng vào bắp chân. Sau đó nó tiến lại định cắn vào cổ tôi, nhưng may mà có anh Đức đi cùng đã nhanh chóng cầm gậy chạy đến. Con khỉ hung dữ kia mới buông tôi ra và chạy nhanh vào rừng. Anh Cứu kể, mất máu nhiều và đau đớn nên anh Cứu ngất xỉu. Hai người đi cùng cõng anh về nhà, nhưng con khỉ vẫn chạy ra chặn đường định tấn công tiếp. Họ phải lấy đá ném, dùng gậy xua đuổi thì nó mới chịu bỏ đi. Anh Cứu cho biết, khi bị tấn công, anh không biết đó là con vật gì. Nó vừa giống người, vừa giống con gấu, lại vừa giống con khỉ. Nó hành động rất nhanh. Sau này nghe người khác cũng bị tấn công nói lại, đó là một con khỉ. Anh kể, theo chỉ dẫn của anh Cứu, chúng tôi đến nhà của ông Trương Văn Quang ở bản Muộn, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, giáp ranh với xã Châu Phong và được ông kể lại câu chuyện xảy ra tương tự như anh Cứu. Ông Quang kể, sau vụ anh Cứu ít ngày, ông cùng hai người bạn vào rừng Phà Đen để lấy gỗ. Trên cây nhảy dù xuống quặp hai chân vào đầu và cắn như điên. Ông Quang kinh hãi, vừa chống trả vừa kêu cứu. Hai người bạn nghe tiếng kêu cứu chạy về thì con khỉ mới chịu buông rồi đi vào rừng, không hề tỏ ra sợ sệt. Nó còn quay lại nhe răng đe dọa khi hai người cầm đá ném theo. Ông Quang bị cắn nhiều ở vùng đầu, tay chân, máu chảy đầm đìa. Sau khi sơ cứu vết thương, hai người bạn cõng ông về y tế xã. Một nạn nhân khác cũng bị con khỉ này tiếp tục tấn công, anh Vi Văn Xanh, trú ở bản Phải, xã Châu Hồng, và chị Sầm Thị Hương ở bản Ná Án thuộc xã Châu Thành, khiến hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Từ khi liên tiếp có người kể bị khỉ tấn công, người dân nơi đây hoang mang lo sợ. Đêm đến, nhà nào cũng cửa đóng then cài, không ai dám ra khỏi nhà. Người dân địa phương còn đồn đại hồn ma nhập vào khỉ để trả thù những người đi rừng. Không thể để tình trạng trên tiếp tục diễn ra, hàng chục thợ săn với tay súng, tay bẫy đã tự nguyện vào rừng, mai phục tìm cách triệt hạ con khỉ này. Tuy nhiên, để tìm thấy và tiêu diệt nó không dễ chút nào, bởi thực sự đây là một con khỉ vô cùng tinh khôn. Hơn một tháng trời săn lùng, nhưng những thợ săn đều lắc đầu vì không thấy bóng dáng con khỉ này ở đâu. Từ đây xuất hiện nhiều tin đồn khác nhau, người thì nói hồn ma nhập khỉ, kẻ khác thì lại nghĩ đó là một con quái thú đã thành tinh, khiến cho người dân thêm phần hoang mang lo sợ. Ông Vi Văn Nguyên, 53 tuổi, trú ở bản Muộn, xã Châu Hồng kể rằng, hơn một tháng săn tìm không thấy con khỉ mà nhiều người bị tấn công kể lại. Tuy nhiên, tôi tin nó vẫn quanh quẩn ở khu vực này nên dựng lán ở trong rừng ngủ qua đêm để mai phục. Hôm đó, tôi vừa xuống suối rửa mặt, chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ lán trại, nơi của ông Đại, người đi săn cùng đang ở. Tôi cầm gậy chạy lên thì thấy một con khỉ lông hùng vàng rất to, chừng 40kg đang đè đầu của ông Đại mà cắn. Thế vậy, tôi lao tới cầm gậy phang liên tiếp vào người con khỉ, nó lại quay lại tấn công tôi. Lúc đó, tôi và ông Đại phối hợp dùng dụng cụ săn thú chiến đấu với con khỉ. Lúc bấy giờ, tôi dùng gậy phang mạnh như trời giáng vào đầu khỉ, triệt hạ được con khỉ, nhưng chúng tôi bị thương rất nặng. Con khỉ sau khi bị giết, được người dân khiêng về Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng. Hàng trăm người dân của vùng rừng giáp ranh này đã hiếu kỳ đến xem, đông như trễ hội.
Vui nhất là dân vùng rừng Phà Đen, họ thở phào nhẹ nhõm vì không còn nỗi lo khi bị khỉ tấn công. Còn ông Nguyên và ông Đại được dân chúng khen ngợi như võ tông đả hổ ở đồi Cảnh Dương trong phim Thủy Hữu Trung Quốc. Câu chuyện về con khỉ tấn công người là chuyện có thật. Sự việc này không chỉ diễn ra ở Nghệ An mà còn ở những vùng rừng ở các địa phương khác có khỉ sinh sống. Tuy nhiên cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao những con khỉ vốn luôn sợ con người lại bất ngờ nổi loạn như vậy. Nhưng có một điều ai cũng nhận thấy, đó là nhiều năm trở lại đây, rừng đầu nguồn bị tàn phá nặng nề, môi trường sống của khỉ bị thu hẹp, nạn săn bắn khỉ diễn ra thường xuyên trên khắp các vùng rừng để phục vụ nhu cầu quái đản của con người như ăn ốc khỉ, huyết lình khỉ, thịt khỉ và róc xương khỉ để nấu cao. Theo ông Nguyễn Bình, một người hiểu về loài khỉ, khỉ là loài động vật thông minh và có họ hàng với con người. Nó cũng có gia đình, có bố mẹ, con cái, anh em họ hàng. Con người tàn sát gia đình đồng loại của chúng thì chúng sẽ căm thù và dẫn đến báo thù là điều dễ hiểu. Theo tôi, với đà tận bắt tận diệt khỉ như hiện nay, nếu không có biện pháp cứng rắn để ngăn cấm thì chỉ ít năm nữa các loài khỉ sẽ bị cạn kiệt, ông Bình nói. Ông Bình cũng khẳng định không có chuyện khỉ thành tinh hay hồn ma nhập vào khỉ. Khỉ tấn công người đơn giản chỉ vì chúng không muốn con người tiêu diệt chúng.